Tiếp tục chương trình. Và sau đây xin mời một tiết mục nữa đến từ các em nhà đệ tử với tiết mục Hoa Trên Ngàn. Xin mọi người chúng ta hoan tay chào đón các em đệ tử. Thank you.
Vâng, xin cho các em được từ một tràng bắt tay lần lớn để những người đến. Vâng, để tạm nói với quý vị nghe. Tất cả anh em chúng ta biết đây là ai đúng không ạ? Giờ đang nói là đây là Harry. Tại vì sao mà con lại dẫn bạn Harry tới đây? Quý vị biết không, chúng con nhận gặp chúng con có một cơ sở trên GC Gia Lai. Và bạn Harry này là một người ở sát với chúng con, cách nhau một con sông á. Phải không? Hay là một cái ngọt, một con sông. Bạn Hương Linh là người đồng bào, nhưng mà từ khi mà các thầy các cha tới ở trên vùng đất của bạn Hương Linh thì tiếp xúc với các thầy các cha là một số sơ nữa, thì sau này được lớn chú đánh đập bạn là đi học đạo, chính học đạo, theo đạo, và bây giờ bạn là một người đệ tử của dòng Phật Lạc. Đó là một phép lạ nhàn tiền trước mắt chúng ta, một ơn lành mà Chúa ban cho vùng đất Chư Sê Gia Lai, đặc biệt là vùng đất Đục Lan. Nếu quý vị một lần lên cái vùng đất cơ sở của chúng con, quý vị có thể không thể nào mà quên được cảnh sống vật chất cũng như con người đó. Và cảm ơn Chúa đã đưa Hà Linh tiếp theo công việc lên rồi. Tổ chức Hà Linh tiếp tục nhé, lên đầu. Và sau này hy vọng là khi mà Hà Linh mà tu nó không cao từ xa hơn nữa, thì xuống đây nói với các già làng này để các thầy là con làm giá rồi nhé, được không? Cảm ơn anh em. Cho tất cả các em được đưa một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ạ. Hôm nay tuy là chúng ta sống trong một thành phố du lịch, nhưng mà quý vị ạ, chúng ta đang trong cái bầu khí của một vùng núi Tây Nguyên. Nếu mà ở đây có một đống lửa đó thì nó đúng bản chất luôn, nhưng mà không khí này cũng đủ cho chúng ta vui rồi. Và để tiếp theo chương trình hôm nay, anh em mình xin chúng con sẽ gửi đến cho quý khách một ca khúc hòa tấu kèn saxophone. Xin mời anh Cương lên sân khấu ạ.